Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày hình như là ngày 16 tháng 4. Rồi đó, thì bữa nay em về được một số chim cảnh ở bên Đắk Nông, thì có chè than bên Đắk Nông, có than tước, có chè lửa chống mái đuôi dài, có lửa bội và có lửa cặp dinh nữa. Đó, thì bữa nay em về được có khoảng 7 hay 8 thùng gì đây nè. Thì em sẽ ra những cái con lửa bội rồi lửa đuôi dài, thì em sẽ đo đuôi, cái chiều dài của đuôi cũng như là cái giá tiền em sẽ ghi lên trên những cái chuồng của em. Đó, còn chè than và than tước này, chút xíu em ra em quay cho quý anh chị em xem những cái mẫu mà than ở bên Đắk Nông mà. Than than với than tước mà ở bên Đắk Nông mà thường là nó sẽ rất là to, rất là màu chơi. Cái đó là theo cái kinh nghiệm của em từ xưa tới giờ. Đó, nó là như vậy. Rồi bây giờ em sẽ ngưng cái clip ở đây để em ra những cái con lửa bội. Rồi sau đó em sẽ quay những cái con đuôi dài và con chè than đuôi dài. Ấy xin lỗi. Con lửa lửa 21, lửa mái, chống mái cặp zin. Đó, những cái con mà hàng zin zin đồ này nọ em sẽ quay trực tiếp cho quý anh chị em mình cùng xem ha. Em ra được mấy con lửa đuôi dài rồi. Có mấy con nó hot mà em chưa biết con nào thôi. Để bây giờ em ra chè than với lại san tước nha mọi người nha. Sáng giờ mấy chục con này nè, lựa không. Rồi chúc tất cả quý anh chị em ngày mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật nhiều bình an trong cái ngày mới. Hôm nay là ngày Chủ nhật nha mọi người nha. Rồi cũng hên là chiều hôm qua đi lễ rồi đó, cho nên là hôm nay cũng rảnh đó. Rồi bây giờ sẽ ra cái gì đây, không biết là than hay là xanh. Cái thùng này thì xanh rồi mọi người ơi, xanh tước. Cái này là xanh tước bổ nha. Đây than bội nha mọi người nha, san tước bội. Rồi 300k cho anh chị em ha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ ha. Chim này là nguồn gốc ở bên Đắk Nông, thì cái dòng này nó ăn trái cây nha mọi người nha, cam chuối xoài đó. Rồi mình tập cho nó ăn dế hoặc là cào cào gì cũng được nha. Đó, con này là con số 1, con than tước số 1. Wow, mấy con này nó rất là dễ nuôi nha. Đó, cho nó uống nước mặt ha, cho nó uống nước mặt là nó sẽ rất là mau sung, riêng cái dòng than tước 300k nha. Anh em nào ở tỉnh thì mua hai bé mới ship ra nhà xe được nha, mua một bé không có ship được nha mọi người, do là tiền xe ôm ra nhà xe nó cũng hơi cao nha. Đó, cho nên anh chị em thông cảm ha. Đó, nếu như anh nè, anh chị em nào ở tỉnh á, mua giúp em hai bé trở lên. Rồi con này con bổi thứ hai ha, chim trống nha mọi người nha, quên xin lỗi mọi người không có giới thiệu. Cái con chim trống là thường đó, cái viền mắt của nó sẽ rất là đen ha, nó đen qua con mắt nó luôn. Đó là cái con chim trống. À, mình bên thành trước là thường mình cứ thả vô hay lật 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 lắm đó. Đây hai con rồi, tranh thủ ra nhanh nhanh. Xíu là trọt ra rồi. Đó, con này con thứ ba nha mọi người nha. Đó, than tước bổi rất là đẹp. Con này con thứ ba. Đó, những cái dòng đó thường em bảo hành mắt móng mỏ tay chân nha, không bao ship nha. Đó, bất cứ nơi đâu không bao ship. Chim có 300 ngàn là không có bao ship được nha. Rồi này anh than được mọi người. Con than này, than thì để em cho nó qua bên kia, than Đắk Nông nha. Đó đây móng nè, móng mặt mắt mũi tay chân em review rất là kỹ ha. Con này con số 1 nha, để em xem coi. Hồi sáng nay em để mấy con chè lửa bên này rồi, bây giờ chè than thì hôm nay thằng em nó nói không có nhiều, hình như là có 8 con hay sao. Rồi em sẽ để từ cái ô số 7 nha. Ô số 7. Wow, xòe. Ở nhà em có máy thuộc. Có máy thuộc của ông anh ông mới đưa. Cái này lát nữa em đem ra em kè cái là mấy nãy chơi hết trơn rồi. Con máy thuộc dữ lắm, nhưng mà anh chim nó rất là mắc nha mọi người nha. Con trẻ than máy thuộc nha. Nó rất là mắc. Wow.
Ui, đây con thứ hai. À quên, xin lỗi mọi người ha. Chè than đồng giá là 350k nha. Con này ô số 8 nha. Móng nè. Đó, móng đầy đủ hết nha. Trời ơi. Con này số 2, ấy xin lỗi số 8 chứ, quên, con thứ hai ô số 8. Đó, ô số 8. Như còn con thanh thước trong này nè. Rồi hết rồi. Thanh tước này hình như có 4 con thanh tước nè, 300k một con nha. Chút xíu em sẽ cho nó ăn cam và cho nó ăn chuối ha, hoặc là ăn xoài chín cũng được. Ở cái thùng mà chè than không à, thùng này thì có 6 con than nè. Hồi nãy là chè than là em thả vô số 7 và số 8 rồi nha. Rồi con này đi rồi. Một con đi rồi. Cái mặt đẹp chưa? Con này ô số 11 nha mọi người nha. Con này ô số 11. Thả đây đi. Chút xíu em cho anh sau ha. Wow. Rất to nha mọi người nha. Con này ô số 12. Thả vô ô số 12. Con này nó nằm gì đâu mà khó moi nó ra dưới. Nó lại quay đầu. Rồi được rồi, được rồi. Con này số 13 nha. Má ơi nó to. Nãy giờ ngồi móc nó mà nó chạy đầu này, nó chạy đầu kia. Đây con này số 13 nè, mặt nè. Mặt rất là gấu luôn. Rồi móng đầy đủ nè. Rồi số 13 nha. Tranh thủ nhanh 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 còn quay những cái con chè lửa nữa. Rồi con này số 14. Wow. Dã man thiệt chứ. Rất to nè. À, đẹp không? Chụp hình cái thôi. Đây số 14 nha mọi người nha. Con này số 14 nha. Rồi số 15 là cái con than cuối cùng ha. Tất cả những con này đều đồng giá là 350k nha mọi người nha. Wow. Rồi, còn bây giờ còn con lửa này nữa nè. Lửa 21 nè. Lửa 21 này chắc đem để ở trong nhà rồi. Coi coi. Tại vì lửa 21 mà để ở phía ngoài á, xe cộ nó chạy ngang qua nó dễ hư đuôi. Mà nó mà hư đuôi là mình lỗ. Đó, cho nên là đem vô trong nhà.
coi 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 rồi đầy đủ, móng đầy đủ, con này rất mini nha. Hai mươi mốt năm nha. Tối quá, để qua ngoài này. Đây nè. Con này rất là mini luôn nè. Con này 21,7 nha. Rồi, đẹp, cho vô chuồng trên này, nó có khay tắm nè. Đó, 21,7. Rồi con đó giá là 2,4 triệu nha. 21,7 giá 2,4 triệu nha mọi người nha. Còn con nữa. Coi con này coi. Nhiều chim quá. Lu bu có mình quay nó hơi lâu. Con này rất đẹp nè. Rất là tơ nè. Cánh nè. Cánh còn phèn không. Con này đúng 21 nha. Con kia 2,4 triệu. Con này 2 triệu nha. Đúng 21. Cho vô đây đi, chút xíu cho nó ăn. Đây, để lỡ có chén sâu đây, cho nó ăn luôn. Rồi xong rồi. Còn 21. Còn 21 đúng là giá là 2 triệu nha. Còn 21,7 giá là 2,4 triệu nha. Rồi bây giờ tới quay cho anh chị em xem coi những cái con lựa nè. Những con lựa bổ nha. Lựa bổ bữa nay không nhiều nha, 180k nha. Con này đuôi rất là dài nhưng mà con này hot nè, hot nè. Chuẩn bị nè. Con này như nó bị niệng niệng. Đây, 180 nha mọi người nha. 180 lựa bổ. Bảo hành mắt móng mỏ tay chân nha, con này số 2 nè, đó. Hôm nay cũng không có nhiều, nay có được ít à. 2 nè. Rồi con này số 3 nè. Ở số 3 nè. Này được ít lắm. Này lựa bổ khoảng chừng bữa nay có lửa mái nữa nha. Rồi con này con số 4 nè. Có tướng rất là mini nè. Đó, con này con số 4 nha. Con này con số 5 nè. Con số 5 đuôi nó tương đối dài nhưng mà hình như là đuôi nó hơi xấu. Đuôi nó dài nhưng mà nó xấu, nó tư tư cái đuôi nó cũ lông rồi ha. Con này con số 5. Ở tất cả đồng giá là 180 nha mọi người nha. Rồi con này con số 6 nè. Đây con số 6. Đó, than thì hồi nãy bắt ra review cho mấy anh chị em mình cùng xem rồi ha. Bây giờ quay lửa mái nè. Lửa mái này 200k nè, lửa mái thường nha, 200k. Một con. Con số 9, đây con số 10, đó hai con. Chỉ có hai con thôi ha. Rồi. Thanh tước là quay rồi ha. Bây giờ tới lửa đuôi dài. Rồi, con này là 19 năm nha. 19 năm mà có lao à, 500k. Đây, 19,5. Rớt hết lao rồi còn có lao à, 500k. Wow, rất xiên trạch nha. Rất là xiên trạch. Con này đuôi 19,5, một lao. Đó, rất là xiên trạch luôn. Con đó chuồng số 1 nha mọi người. Rồi qua này con này đuôi 19. Nó hơi quay quay nè, theo ông nghĩ là một mắt nó coi như là nó kéo mây rồi. Đó, 200k, con này đuôi 19 nè.
200k, con này kéo mây hết mắt rồi nha, 200k đuôi 19. Con này là 10 18.3. Chuồng số 3 luôn nha, 18.3 300. Đây. 300k nha, đuôi 18.3. Rồi con này chuồng số 4. Số 4 này là đuôi 19.3 tôm nhẹ nha. Đây là số 4 nè, 19.3 tôm nhẹ. Đây, rất đẹp. Đó, tướng rất đó, đuôi tôm đẹp không? 19.3 nha. Đuôi tôm, đó, tôm nhẹ 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 rất là đẹp. Rồi qua này con này cũng đuôi hơi tôm nè. Con này chuồng số 5 đuôi có 18 hơn 18 tí xíu thôi, đuôi cũng hơi tôm nè. Đây. Đó nó hơi tôm xíu à. Con này có 300k thôi nha. Con này chuồng số 5. Đây. Rồi bên này chuồng số 6. Chuồng số 6 này là đuôi 18 năm nhưng mà bị so le nha, bán bằng giá đuôi 18 luôn nè. Đó. Nó bị so le. Bên dài bên ngắn gọi là so le. Rồi bên này 182. Con này đuôi 182. Đó, nhảy gà đá chưa? Đó đó đó, đuôi hơi tôm luôn nha. Rất đẹp, cũng 300k luôn nha. Đó, đứng vũ kìa. Đứng vũ đã chưa? Rồi nè. Đó, cà tưng liền ha. Con này 182 nha, 300k nha, chuột số 7 nè, đây nè. Đây chuột số 7. Đó. Úi trời ơi, đứng nó chạy nó đập. Rồi qua này chuồng số 8 nè. Chuồng số 8 này là đuôi một bên là 18, một bên là 18.7 nha. Con này 400k, con này rất đẹp luôn. Đấy. Vừa mới nói đẹp cái nó chạy chạy lên. Đây. Con này chuồng số 8 nha. Đó, chuồng số 8 là 400k nha. Đuôi dài nhất là 18.7 nha. Rồi qua này. Đây là chuồng số 9 nha, 300k luôn, đuôi 18. Đuôi có 18 thôi nha, 300k. Rồi qua này, 19.5, 20, tôm lụa. Rất là đẹp luôn, con này chịu nha. Con này rất đẹp, bạn đuôi. Ó, tướng nhỏ, đây. Ó, tôm kìa, ui. Bạn đuôi to lắm, mà đuôi tôm nha, đó. Tướng rất là mini. Một bên là 19 năm, một bên là 20 nha mọi người nha. Giá là 1 triệu nha. Đó, coi nè. Ồ. Rất chi bắt mắt nha. Con này con chuồng số 10 nè. Đó, ghi rất là rõ. Rồi bên này là cặp zin nha. Cặp zin nè. Con trống là đuôi 2005, 2008. Rất là tơ luôn. Này chắc nó mới bắt cặp. Rồi con mái thì đuôi nó ngắn ngắn, em không có đo. Cái này là nguyên một cặp zin nha. Đây thợ còn đánh dấu lại cho em là con trống rất là đẹp luôn, bụng trắng tinh nè. Đó nó còn rút cái dây chân nữa là ở chân lại nè. Cả cặp như này anh chị em về thả vô ghép liền giúp em nha. Đó cả cặp luôn 2 triệu nha. Trống là đuôi 2008, 2005. Đó đuôi dài nhất gần 21 á. Giá rất là yêu thương luôn. Giá chỉ có cả cặp luôn, giá chỉ có 2 triệu thôi. Rồi bên này là chuồng số 12 nè. Chuồng số 12 này là đuôi 19.2, giá là 650k. Đây. Đây chuồng số 12 ha. Đó. Rất là rõ. Tướng là đứng ngóc lên sâu, phải nói là khá đẹp nha. Rồi. Còn ba con đuôi dài lắm. Rồi bên này là đuôi 19, đuôi tôm nhẹ luôn nè. Chuồng số 13. Đó, 650k luôn. Đó đang nè. Đang nằm ăn sâu nè. Đó, mình ra mình quay cái là coi như là ngại nó hết dám anh. Đó. Đuôi 19 nha, tôm nhẹ nha, 650k. Chuồng số 13. Rồi qua này chuồng số 14. Ấy chết bà rồi má ơi, má ơi. Rồi, xong luôn mọi người ơi. Con lửa đuôi 20. Gần 21. Đây, má ơi. Thả vô đây nó nhảy sao rớt ba cặp lao rồi. Đây, rớt cả cặp lao luôn rồi. Má. Ui trời ơi, con số 14. Bà nội cha nó. Đây nè. Chưa kịp. Đây, 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 rớt ba cặp đuôi lao rồi. Để coi coi lát nó suy nghĩ lại. Suy nghĩ giá. Rồi bên này con này 20 2005 nè, siêu tôm luôn nha. Giá là 1,5 triệu, con chuồng số 15, siêu tôm bản lớn nè. Con này chuồng số 15 nha. Má.
Rồi, con số 14 này nè. Con số 14 là đuôi 20 bị rớt lao nè. Anh chị em nào mua em bán rẻ cho nha. 800k nha. Con này đuôi hồi nãy em đo nó gần 21 hay sao á. Nhảy rớt ba cặp đuôi nè. Quên nữa. Đó, rồi, 800k nha. Còn con này nè, đủ đuôi nè, 205 siêu tôm luôn nè. Đó, 1 triệu rưỡi nha. Để lên cầu đứng coi cái đuôi nó đẹp lắm. Đuôi siêu tôm bản lớn đẹp. Đây 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 đây. Đây. Đó. Rồi hết rồi, nhiêu đó thôi. Cầu giờ quá. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong một cái video tiếp theo nha. Đó thì hôm nay điểm danh lại sơ sơ là có được khoảng chừng 6 con lựa bội. 6 con lựa bội trống nha. Mấy con than với mấy lựa mái, mấy lựa đuôi dài rồi hết rồi. Dù đó là hết rồi ha.